Chào tất cả anh em ha. Chào tất cả anh em kỹ thuật ha. Chào mọi người đến với kênh mình ha. Thì hôm nay bên mình cũng có lên một cái gọi là hộp mật dành cho máy in nhỏ là 35A ha. 35A, những cái loại mà máy in nhỏ dùng cho máy HP 1005 á, 1006, HP B1102 này chị ha. Đó, những loại máy in đó thì tao xài được, tại mực nó mực này nạp tôi nói đậm đẹp hơn chưa. HP 1M402 thì quý anh chị nào có mua nhu cầu á, quý anh chị anh em kỹ thuật nào ha có nhu cầu mua này thì anh chị có thể đặt hàng qua số Zalo mình ha, qua website mình hoặc là qua trên kênh Shopee mình ha. Thì anh chị tìm website của mình là www.vanthanh.com ha, hoặc là Shopee anh chị tìm chữ www.vanthanh là có ha. Hộp mật này thì nó hộp mật này thì anh chị có thể yên tâm bộ tiêu chuẩn đó ha. Thì nó tiêu chuẩn đó anh chị thấy ISO 9001 2015 14001 2015 đã, những tiêu chuẩn này thì nó đáp ứng được cái những cái nó tránh những cái lỗi mà ấy ha, nó theo tiêu chuẩn của bên nào đó ha. Đó thì ở phần chuối á, thì phần chú ý anh chị ha, phần chú ý nè anh chị thấy nó có những cái phần dùng lưu ý dần toàn tiếng Anh tiếng Việt ha. Tiếng Việt là bảo quản nó khô ráo ở nhiệt độ dưới 35 độ C ha, lắc đầu khi sử dụng là nạp mực không đỡ mực tràn ra ngoài. Nhắc ghê ta. Đó. Thì quý anh chị cô chú anh kỹ thuật nè ha, ba miền Bắc Trung Nam ha. Cho thử liên hệ mua mực mình ha, mình được xuất khối đơn cho anh chị xuất khối đơn cho công ty ha. Đó thì đây là máy in mực nạp cho máy in 35A, những cái dòng hộp mực nhỏ chị ha. Đó, nạp mực đậm đẹp thì hộp mực nó trọng lượng nó tầm 80g anh chị ha. Đó. Những cái máy ví dụ như là CF283 279 26 337 thường ví dụ anh chị cô chú nào ha. Cá gần chúng mình đã thể có đem qua cái hộp mực đem qua cho mình nạp luôn ha anh chị ha. Hoặc là anh chị có thể mua hộp bình mực này có thể vừa nạp được. Thì cái nạp mực này mình bên mình thường mình nạp cho những cái máy dòng như HP 1005 này. Ví dụ mà anh chị hỏi khách hàng là mực cái hộp mực nó bị mờ như thế nào ha. Ví dụ mờ một bên hết luôn là hết mực. Ví dụ mà mờ đều á thì đôi khi là do mực và do rum anh chị ha. Anh chị muốn thay nó đậm nó đẹp á thì anh chị phải thay cái rum ha. Chị thay rum màu xanh lá cây á, rồi thay cái mực này vô. Rồi không phải thay vô là nó sao ok đâu chị ha. Anh chị thay vô vậy còn chạy khoảng mười mấy 15 20 bản 30 bản gì đó thì nó sẽ đậm lại chị ha. nó chạy lại thông số trong máy thì nó chạy đậm lại đi ha. Chứ anh chị mà muốn anh chị nạp vô mình chị chạy được tờ hai tờ nó không đậm đâu nha. Anh chị phải chạy khoảng 15 20 tờ thì nó mới đậm được, nó mới chạy lại thông số, nó vượt lại thông số thì nó mới đậm được chị ha. Đây thì bên mình chuyên phân phối những dòng mực cho main ha. Đó thì anh chị có thể mua liên hệ mình mua. Thì đây nó xài cho những cái HP về Canon xài chung mực này ha. Thì HP bên HP thì nó có B1102 này, 11212, 1130 này, 127 12A Pro 400. Còn Canon nó xài những dòng Canon in hai mặt là 151 này, 211 và 215. Cái mấy dòng này mình hay nạp mực cho khách này. Ha, 215 này. 215, 211, 151 D là duplex nè, Rafa nè, đó. Những dòng này mình chuyên nạp cho đó, cầm 337 nè, cầm đó. Thì anh chị quý anh chị nào có nhu cầu mua mực này vừa nạp cho khách hàng hay là vừa tự nạp thì thở liên hệ bên mình mua nè. Văn phòng Văn Thanh nè. Anh chị có nhu cầu xuất đơn thì mình xuất luôn anh chị ha. Thì đó, thì mực này nó cũng tầm ba mấy ngàn thôi ha, ba mấy ngàn thôi rất là rẻ. Đó anh chị mua chị tham khảo giá tại thời điểm đó ha, đang mua đó HBM402 ha. Đây, chào tạm biệt anh chị, chúc anh chị ngày mới vui vẻ nè, đại ban phát tài phát lộc ha chị, rồi ủng hộ đó, ủng hộ mình cái mặt này để vừa tự nạp. Anh chị nạp mà anh chị lưu ý nạp bất kỳ cái hộp mặt nào chị, anh chị nạp là anh chị phải lắc đều lên chị, anh chị lắc đều này, nó hướng dẫn anh chị lắc đều trước khi nạp mặt này ha. Đó thì tại vì mực này mực bột anh chị đỡ lâu á thì nó sẽ dồn mực xuống này ha,
thì nó dùng mực là khi nạp thì nó xài nó không ok lắm, nó không có điều mực, nó không đẹp anh chị. Thì nhớ gì lắc đều rồi cho nó mực nó sót cái điều ra anh chị, nạp thì nó ok hơn, rồi khi sử dụng nó sẽ ok hơn nữa chị. Rồi cảm ơn chị để theo dõi mình nè. Thì bên mình là chuyên cung cấp văn phẩm thiết bị văn phòng nạp mặt pin ha. Đó, anh chị cứ liên hệ, số địa chỉ mình là 318 Nguyễn Tăng, Long Thành Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, và số điện thoại mình là 0938 334 702 chị. Rồi cảm ơn chị, hẹn gặp chị trong những video sau.